với năng suất bình quân hơn 22 tấn một hecta một năm. Thời gian nuôi ngắn, chất lượng tôm đảm bảo, tỷ lệ thành công trên 70%. Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang là mô hình nuôi tôm chiếm ưu thế trong các mô hình nuôi tôm của Bạc Liêu hiện nay. Dù chỉ có hơn 4.000 hecta nuôi, nhưng sản lượng hàng năm đạt gần 50.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng tôm nuôi của toàn tỉnh. Mô hình cũng góp phần không nhỏ giúp Bạc Liêu trở thành một trong những địa phương có sản lượng tôm nuôi top đầu cả nước. Thế nhưng, phía sau thành công của mô hình là những hệ lụy đã và đang diễn ra ngày càng rõ nét. Lượng nước thải khổng lồ từ hình thức nuôi tôm siêu thâm canh đang ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường nước xung quanh, nhất là nước thải chưa qua xử lý, khiến hệ thống kênh rạch tại các farm nuôi tôm đen đặc, bốc mùi. Ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng tới mô hình nuôi khác, mà chính mô hình nuôi siêu thâm canh cũng đang gặp khó, khi tỷ lệ thiệt hại đã cao gấp đôi so với những năm đầu triển khai mô hình. Lấy vô cái mình xử lý làm như nó không triệt để sao á, nó có cái bệnh phân trắng. Thì nuôi nói chung ra là nó không có bằng năm rồi. Tại vì á, mỗi năm đó là về nuôi là 3 tháng là nó phải về 26, 27 con, thì lắm 25 con. Năm nay 3 tháng mà năm về cũng 40 con, nó chậm lớn. Tiền phí nó cao lên, tiền phí nó đổi cao lên. Có lắm á, năm nay với thời tiết nó cũng bất thường lắm. Mưa dày hột, cái đầu của nó nắng gắt lên, cái hồi nó mưa dày hột nữa. Nó cũng khó khăn lắm, mới về gan tỷ tôm rồi nó cũng khó khăn lắm. Nhược điểm của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh là nuôi quá dày, sử dụng quá chất quá nhiều, nên dễ phát sinh dịch bệnh. Bên cạnh đó, xử lý clo vượt giới hạn có khả năng sinh ra chất độc gây hại cho tôm nuôi. Phổ diệt trùng của clo cũng rất rộng, nên hầu như tất cả các loại vi khuẩn có lợi lẫn có hại đều bị tiêu diệt, dẫn đến đáy ao bị trơ và khó gây màu. Làm gì để khắc phục những khó khăn này? Đó là cần có một giải pháp nuôi tôm sạch hơn, an toàn hơn, ít tác hại đến môi trường hơn, để bảo vệ cho chính nghề nuôi tôm của người nuôi. Do cái chỗ mình đây thì cái nguồn nước cấp, cái nguồn nước biển vào của mình cũng hạn chế dữ lắm. Cho nên là khi mà mình sử dụng cái lượng nước lớn quá thì bắt buộc là mình bơm nước ở ngoài vô nhiều. Thứ nhất là nguồn nước sạch thì không có. Mình bơm thì lại là bơm nhầm những cái nước mà nước thải của các cái khu nuôi qua, khác qua thì nó sẽ dễ có cái mầm bệnh. Hiện tại trong đây thì mình lọc tuần hoàn vậy thì mình được có mấy cái ưu điểm là mình thay nước rất là ít, mới kiểm soát được cái dịch bệnh. Mình sử dụng cái clo là mình cũng hạn chế gần như ở mức tối đa. Mình xử lý mình có thời gian mình lắng lọc á, ở ngoài kia có thời gian lắng lọc thì mình sẽ hạn chế được mình sử dụng những cái diệt khuẩn đậm. Rồi còn ở trong ao nuôi thì mình thay nước ít vậy thì mình cho phép mình là mình sử dụng cái phương pháp an toàn sinh học bằng cách là sử dụng cái vi sinh và các cái chế phẩm sinh học. Rồi cái nó cũng ít tốn, tại vì mình không có xả ra thì nó sẽ ít bị hao đi. Nuôi tôm siêu thâm canh theo hướng an toàn sinh học là hình thức nuôi tôm với mật độ thưa, nuôi tuần hoàn khép kín, ít sử dụng hóa chất trong quá trình nuôi. Đây cũng là hình thức nuôi khá mới được Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu áp dụng trong 3 năm nay và cho hiệu quả khá cao. Mô hình được nuôi theo 3 giai đoạn với mật độ như giai đoạn 1 khoảng 2.000 con trên 1 mét khối, giai đoạn 2 khoảng 400 con trên 1 mét khối, giai đoạn 3 từ 120 đến 130 con trên 1 mét khối, giảm từ 30 đến 40 con trên 1 mét khối so với nuôi siêu thâm canh thông thường. Trong quá trình nuôi, hạn chế sử dụng thuốc, hóa chất, thay thế sử dụng vi sinh. Nước thải hàng ngày từ mô hình được đưa về hệ thống xử lý. Máy sẽ tách phân tôm và nước thải riêng biệt. Sau tách, phân tôm được đưa vào bể chứa. Nước thải được lắng lọc và tái sử dụng để nuôi cá kèo và Artemia. Nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào có trong nước thải của ao nuôi tôm giúp cá và Artemia phát triển rất tốt. Nhất là Artemia lớn nhanh, cho trứng với thời gian dài và sản lượng khá cao. Không chỉ nước thải, phân tôm sau khi tách cũng được đưa đến làm thức ăn cho Artemia, thay thế hoàn toàn phân gà trước đây. Sau thời gian cho ăn bằng phân tôm, thành viên Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu nhận thấy, nguồn phân tôm là một lợi ích không hề nhỏ
khi vừa thay thế phân gà để nuôi Artemia, giảm được chi phí, vừa đảm bảo độ an toàn cho Artemia. Thay thế nó rẻ thứ nhất, với phần nữa là tránh được cái ô nhiễm, với tận dụng là mình lấy phân tô mình áp dụng cho Artemia thì nó cũng đỡ nữa. Tốt cái là nó cũng có chất rất là nhiều. Còn cái mỗi năm thì xài mấy cái phân gà này kia đó, nó ô nhiễm môi trường. Ở đây hầu như là nghỉ xài lâu rồi, mấy năm rồi. Thấy nó cũng tốt hơn phân gà nhiều á. Thấy nuôi áp dụng năm rồi thấy cũng được, năm nay cũng áp dụng theo. Trong năm rồi thì thời tiết cũng tương đối thuận lợi, thì năng suất cũng đạt là trên dưới 200kg trên hectare. Hoàn toàn sử dụng phân tôm và bổ sung thêm thức ăn công nghiệp thôi, chứ còn không sử dụng phân gà. Thì tiếp tục năm nay thì chúng tôi cũng triển khai ra, nhân rộng ra một số cái bà con trong vùng để sử dụng cái phân tôm này. Mô hình nuôi siêu thâm canh an toàn sinh học khép kín của hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu hoạt động theo hình thức vòng tròn xuyên suốt. Từ mô hình nuôi siêu thâm canh, lượng nước thải được đưa về hệ thống lắng lọc tách phân tôm. Tại đây, phân tôm được tách và đưa vào bể chứa. Lượng nước thải còn lại được đưa về các ao lắng, chờ xử lý và cấp vào ao nuôi cá kèo, Artemia. Lượng nước sau vụ nuôi Artemia được đưa trở lại ao chứa để chờ xử lý và cấp vào ao nuôi siêu thâm canh. Để duy trì nuôi vòng tròn khép kín, người nuôi phải hạn chế sử dụng thuốc, hóa chất, mà thay vào đó là các loại vi sinh. Việc tái sử dụng nguồn nước nuôi như thế vừa an toàn cho mô hình siêu thâm canh của chính người nuôi, vừa giảm tác hại với môi trường. Mô hình nuôi tôm an toàn sinh học vòng tròn khép kín kết hợp với nuôi cá kèo Artemia của hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu không chỉ bảo vệ được môi trường mà còn biến chất thải thành nguồn tài nguyên, mang lại lợi nhuận về cho hợp tác xã. Đây hứa hẹn sẽ là sự kích thích cũng như động lực cho người nuôi siêu thâm canh phát triển theo hướng này. Bởi nếu như Bạc Liêu xây dựng được một nhà máy thu mua phân tôm chất thải, như thu mua một nguồn nguyên liệu, sản phẩm để chế biến các loại thức ăn dành cho thủy sản cũng như phân bón cho cây trồng, thì không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, mà còn mang lại một nguồn lợi nhuận cho người nuôi tôm từ việc bán chất thải. Hiện nay, hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu cũng được hỗ trợ vốn vay ưu đãi 12 tỷ đồng từ quyết định số 604 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt số lượng hợp tác xã tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương giai đoạn 2021-2025. Việc hỗ trợ này sẽ tiếp sức thêm cho hợp tác xã mở rộng quy mô và nâng cao công nghệ sản xuất. Tỉnh Bạc Liêu cũng đang kỳ vọng về sự thành công cũng như lan tỏa của mô hình này trong thời gian tới để giải quyết bài toán về chất thải, nước thải của mô hình nuôi siêu thâm canh đã và đang gây ô nhiễm môi trường gay gắt hiện nay. Nuôi tôm công nghệ cao, ta đào thủy lợi thế nào, lấy nước vào thế nào, thả ra nào, xử lý thế nào riêng, không có ảnh hưởng đến môi trường của người nuôi quảng canh cải tiến, trong hệ thống kinh mương của người nuôi quảng canh cải tiến thế nào, thì mới đem lại, nó giải quyết dứt điểm vấn đề xung đột giữa người nuôi quảng canh cải tiến và những người nuôi tôm công nghệ cao. Muốn giải quyết đường này thì phải khảo sát lại, phải đánh giá lại, và người nuôi phải đồng hành với chính quyền, xử lý của chính quyền thì mới mang lại hiệu quả. Chứ bây giờ giữa xung đột đấy thì nó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp là nuôi tôm công nghệ cao nhiều, nhưng mà nuôi quảng canh cải tiến họ thiệt thòi. Họ cũng đấy, chính quyền cũng thấy rồi, sắp tới chỉ đạo chuyên ngành nông nghiệp phải làm rõ vấn đề này, khảo sát đánh giá lại, quy hoạch lại, rồi làm các cái biện pháp để mà chúng ta xử lý đến nơi đến chốn, thì không để xảy ra xung đột. Mà chúng ta không giải quyết cái này, vấn đề này xung đột ngày càng lớn, nó trở thành là điểm phức tạp trong vấn đề tranh chấp về kinh tế. Hình thức tận dụng nước thải, phân tôm để nuôi cá kèo, nuôi Artemia của hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu không chỉ mở ra một hướng đi mới trong việc xử lý chất thải nuôi tôm siêu thâm canh hiện nay, mà còn là sự kỳ vọng về việc phát triển mô hình nuôi siêu thâm canh siêu sạch được thực hiện thành công trong tương lai gần trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Bởi thực tế, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của tỉnh sẽ không dừng lại ở con số 4.000 hectare như hiện tại,
mà sẽ tiếp tục gia tăng vì hình thức nuôi này đang được đánh giá cao về tỷ lệ thành công. Và khi ấy, lượng phân tôm, chất thải từ mô hình nuôi tôm siêu thâm canh sẽ tiếp tục tăng nhanh. Nếu không được quan tâm xử lý, tìm giải pháp khắc phục ngay hôm nay, sẽ khó tránh khỏi tình trạng siêu ô nhiễm và ảnh hưởng đến toàn ngành nuôi tôm. Vì vậy, ngoài việc nghiên cứu, phát triển và nhân rộng mô hình, việc xả thải tại các farm nuôi cũng cần được ngành tài nguyên môi trường, ngành nông nghiệp và các địa phương quản lý chặt chẽ hơn, xử lý vi phạm nghiêm minh hơn để đủ sức răn đe. Buộc người nuôi phải tìm giải pháp xử lý chất thải, chứ không phải tìm giải pháp đối phó.